Thưa quý vị, sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật. Theo quyết định số 957, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và hai người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024. Việc Đảng, Nhà nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặc xá tha tù trước thời hạn cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện là chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài. Nếu phạm nhân đó có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều được xét đặc xá. Chính sách nhân đạo đó thể hiện ở việc tạo điều kiện cho những phạm nhân được đặc xá tha tù tái hòa nhập cộng đồng. Những phạm nhân được đặc xá vẫn phải chấp hành đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong lần đặc xá này, có 20 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong những phạm nhân được đặc xá năm 2024, có 403 người phạm tội xâm hại trật tự quản lý kinh tế. Dân tộc thiểu số có 561 người.